mình thường là chạy mình về đây ý là bây giờ đi về chụp ở nhà ấy. Thảo đi chở cho mình đâu chị người nhờ xong rồi chị đâu về nhà luôn đâu chị còn phải tạt đâu có thuê chỗ bà gì chị nữa bà má hộp ấy ngoài ra 8 triệu một hồi ngồi uống nước tùm lum rồi nó về vội vã quá chưa cưới chưa con cái rồi sẽ sống vội vậy rồi mà nó để con xong mới thích đi làm nhưng mà mày mốt biết rồi nhưng mà mày mốt để con xong thèm đi chơi đó tới lúc đó thì mình đi em nhau thì nhau chối được chứ mình sợ thằng con nó chối ha mình nói chuyện gì mà cuộc non đi mười tám mươi xem như 28 tuổi vậy đó mười tám đâu quá 17 đi đúng rồi.